Một chương trình dành riêng cho khán giả yêu mến bộ môn cải lương. Lần đầu tiên xuất hiện trên kênh YouTube Ca Cổ Kiếp Tầm. Tập 25, lần đầu tiên với sự kết hợp nghệ sĩ Seri Trần, quán quân giải bông lúa vàng năm 2007, nghệ sĩ Trà Thanh Nhàn, nghệ sĩ Hoàng Việt Trang. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Hoàng Việt Trang lại xuất hiện trở lại chương trình ạ. Tại vì cũng một thời gian khá dài Hoàng Việt Trang đã vắng mặt trên chương trình Ca Cổ Kiếp Tầm, và được sự yêu thương của quý vị khán giả, cho nên ngày hôm nay nhớ quý vị quá, Hoàng Việt Trang xin phép trở lại chương trình. Rất là hân hạnh Hoàng Việt Trang được đồng hành với hai người đẹp, hai giọng hát cũng rất rất đặc biệt quý vị ơi. Vâng, kế bên Hoàng Việt Trang, tiếng hát của nữ nghệ sĩ Seri Trần, quán quân chương trình cuộc thi Bông Lúa Vàng năm 2007, và người đẹp áo đỏ rất là xinh xinh, nghệ sĩ Trà Thanh Nhàn, giải tư cuộc thi Chuông Vàng Vòng Cổ năm 2011. Ba chúng em xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị. Và ngày hôm nay đồng hành để hỗ trợ cho ba chúng em được thăng hoa đến quý vị trong chương trình Ca Cổ Kiếp Tầm, Hoàng Việt Trang xin được trân trọng giới thiệu ban nhạc. Trân trọng giới thiệu tiếng đàn organ của nhạc sĩ Phêrô Thái Dũng. Xin được trân trọng giới thiệu tiếng đàn tranh nhạc sĩ Duy Kim. Trân trọng giới thiệu tiếng đàn guitar cổ nhạc sĩ Phú Quý. Với tiếng đàn sến, quý vị sẽ cùng trở lại với gương mặt quen thuộc nhạc sĩ Duy Khôi. Dạ kính thưa quý vị, ngày hôm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều tiết mục đặc biệt gửi đến quý vị. Và trước khi vào chương trình thì Hoàng Việt Trang một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị khán giả thời gian qua đã theo dõi, đồng hành và đăng ký kênh để ủng hộ cho chương trình Ca Cổ Kiếp Tầm. Đó là cái niềm động lực rất lớn cho nhà sản xuất cũng như tất cả anh em nghệ sĩ đến đây. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và thành công. Và bước vào chương trình thì ngày hôm nay với hai cái bộ đồ thật là duyên dáng xinh đẹp, cho phép Hoàng Việt Trang phỏng vấn trước nha. Ngày hôm nay chắc chắn là chị Seri Trần sẽ có nhiều cảm xúc khi tham gia chương trình. Lần đầu tham gia chương trình thì chị có cảm nghĩ như thế nào khi được ngồi ở trên sân khấu này để giao lưu với tất cả quý vị khán giả? Lời đầu tiên Seri cũng xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả, lời chào thân thương và trân trọng. Hôm nay cũng là một cái sự rất là xúc động và rất là vui khi được tham gia chương trình Ca Cổ Kiếp Tầm. Tại vì rất là nhiều lần Seri cũng rất là muốn tham gia vào, nhưng mà Seri bận cho nên là lần này nhất định phải tham gia. Và hôm nay Seri rất là vui và rất là bồi hồi xúc động khi mà được tham gia với Nhàn, cũng là một người đồng nghiệp rất là thân với Seri. Và Hoàng Mỹ Trang là một đứa em mà Seri đã học chung với Trang ở cái trường sân khấu điện ảnh từ cái thời 2006 đến bây giờ. Thì hôm nay chị em mới có dịp cộng tác với nhau và có dịp ngồi chung sân khấu để phục vụ cho khán giả. Và Seri cũng xin cảm ơn ban biên tập của chương trình Kiếp Tầm đã tạo điều kiện cho tất cả các anh em nghệ sĩ có một cái sàn diễn, một cái sân chơi để cùng nhau cống hiến những bài ca dụng cổ và những tuồng cải lương cho tất cả quý vị khán giả. Seri xin cảm ơn rất nhiều ạ. Giữa Hoàng Việt Trang và chị Seri thì có rất nhiều kỷ niệm ở trong chương trình, một lát nữa hai chị em sẽ cùng chia sẻ đến quý vị nha. Và Thanh Nhàn ơi, ngày hôm nay đến đây thì Thanh Nhàn đã chuẩn bị với tâm thế như thế nào để có những tiết mục như thế nào để dành tặng cho quý vị khán giả trên kênh Ca Cổ Kiếp Tầm ạ? Lời đầu tiên Trà Thanh Nhàn cũng xin gửi đến tất cả quý khán giả, các cô bác anh chị một lời chào thân thương và trân trọng nhất. Thanh Nhàn rất là xúc động vì được hát trong cái chương trình hôm nay, là có những cái anh em nhạc sĩ toàn là đàn anh của mình là quen biết không à, rất là hạnh phúc. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa, nghe Nhàn nói là Hoàng Việt Trang cảm nhận là cái cảm xúc rất là dạt dào đặc biệt, và Hoàng Việt Trang cũng đang rất là hứng khởi muốn nghe giọng hát của hai người đẹp, hai giọng hát của đàn chị mà Hoàng Việt Trang yêu mến và rất là nể trong cái nghề. Và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nữ nghệ sĩ Trà Thanh Nhàn. Áo đỏ là phải mở màn trước đó phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Kính thưa quý vị, đầu tiên gửi đến tất cả quý vị
ba câu tân cổ, một sáng tác của cố soạn giả nhân dân Diễn Châu, bài hát Hai Lối Mộng. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Xin cảm ơn. Đừng hoài công bơi lại đông cho ta. Ta sẽ nhìn nhau như khách lạ bên đàn. Nói ưu tư bao ngày qua, trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín giấc ngủ.
ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên. Thôi nhắc nữa để mà chi, quay về xưa làm gì. Giờ hai lối mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đêm. Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao rụng giữa đường đêm. Một lắm anh ơi trong đêm dài vô tận, bóng nhỏ bờ giờ theo khắc lồng cánh bàn. Nửa khuya trăng rụng nhịp cầu sương, mình tôi đêm bước. Anh ơi thức trọn đêm buồn, số kiếp đón trường hai lối màu ngăn đôi. Quá tuyệt cảm vời. Cảm ơn các anh của mình hay rất quá là nhiều. Xin cảm ơn. Nhàn ơi. Mồi quá. Bây giờ Hoàng Việt Trang không có khen nhà hát hay, mà có thể dùng cái từ như thế này nè: giọng hát gieo nhớ thương. Hôm nay, đặc biệt hôm nay là cái giọng hát cũng là trái gió trở trời lắm rồi. Mà chị Siri có phát hiện là Thanh Nhàn hát có cái nét giống nghệ sĩ nào không? Siri nghe hình như là giống nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền đúng không ạ? Chính xác. Những cái xuống, những cái lái. Chắc có thể là Thanh Nhàn ngưỡng mộ. Đúng rồi. Thần tượng đúng không? Nhưng mà giọng Nhàn thì có cái riêng của Nhàn, có nhưng mà chỉ có những Nhàn. những cái nhỏ những đó nhà thôi. Và những cái điểm mà làm cho mình thấy là phát hiện ra đây là Trà Thanh Nhàn. Mặc dù là giọng của Trà Thanh Nhàn có nét giống nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền, một người nghệ sĩ thần tượng ở phía Bắc mà Hoàng Việt Trang rất là yêu mến. Nhưng mà Nhàn có cái nét riêng, và đặc biệt là khi mà Nhàn đưa vào những cái tình cảm và những cái nốt, nó đẩy cái cảm xúc và tạo cho người nghe thật sự. Hồi nãy là Trang có nổi da gà. Hồi nãy hát đoạn nhạc xong mình xuống cái giọng cổ, cái là cái da gà nó nổi dần dần dần. Hát rõ từng chữ mồng một luôn, rất là mùi, nói chung là chúc mừng Nhàn. Cái hơi của Nhàn thì không có dài được như mấy anh chị, chỉ là hát để mà động lại rồi tự sự tình cảm thì được. Chứ thấy mấy anh chị nén hơi hay quá mà mình không biết cách làm sao, mình không biết giấu ở đâu mà hay dữ vậy ta. Tại vì mỗi người thì có một cái chất giọng đúng không? Đúng thì rồi. Mình cái giọng của mình thì chỉ thích hợp hát mùi thì nó sẽ hay nhất. Cái giọng cổ hơi dài á thì là trời cho, chứ không phải là nghệ sĩ nào cũng được cái làn hơi dài. Nhưng mà những nghệ sĩ hát không phải hơi dài thì người ta cũng có những cái ưu điểm của người ta. Nói chung là mình biết vận dụng cái thế mạnh trong cái nhược điểm của mình. Thật sự thì giọng của Nhàn quá đặc biệt rồi. Và nãy giờ nghe Nhàn hát thì Hoàng Việt Trang lại cảm giác là hứng quá muốn hát liền. Chị Sri chờ em xíu nha. Rồi, mỗi người là mỗi bông hoa, chứ bây giờ mà khen mình hoài mình cũng rất là ngại. Mỗi người là mỗi bông hoa, mỗi người là có một cái đặc trưng riêng, một cái chất đúng giọng rồi. Riêng khi mà Trang cất giọng lên mình nghe biết là Hoàng Việt Trang liền. Siri cũng vậy, nói thật. Sao ba mình đã giờ ngồi khen nhau không vậy? Là bây giờ là tới Hoàng Việt Trang hát đúng không? Dạ. Em đã mắc hát lắm rồi đúng không? Em mắc hát xin quá rồi. Xin mời đi hát của Hoàng Việt Trang. Và liên tục chương trình, Hoàng Việt Trang xin được mến gửi đến tất cả quý vị bài ca cổ được mang tên Ký ức Hoa Đào. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Từ đất phương Nam mấy năm xa
bờ gì lòng anh từ ngọn gió mùa đông bắc, nhưng cái rét đầu xuân sao mà ngây ngất vì đứng bên em, nền hơi ấm đã len vào. Trái tim người châu thổ, trái đồng bằng Nam Bộ hiền lương, gặp một lần để nhớ để thương em Hà Nội, giọng ngọt ngào Hà Nội, câu giọng cổ buồn anh hát để giao duyên, mình hiểu nhau rồi đừng hững hờ em nhé. Đòi đá dù có bền bỉ đến ngàn năm cũng không sánh bằng tình anh chung thủy. Hà Nội ơi, em là tri kỷ cho hồn anh, hương trinh nữ nồng nàn. Rồi em mà sao anh nghe ngọn gió mùa đông bắc, khiến cho cái lạnh làm lòng anh se thắt, nhớ bàn tay nhớ hơi ấm người tình. Em có một mình đem bước quanh Hồ Gươm, họ hẹn cùng là nơi tiền tiền. Anh đi, anh nhớ qua đào, nhớ người con gái xuân nào còn không. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn hai người đẹp đã vỗ tay ủng hộ cho Hoàng Việt Trang nha. Ngày hôm nay cũng không có khỏe lắm, nhưng mà vì yêu thương quý vị, Hoàng Việt Trang sẽ cố gắng hát hết sức có thể trong chương trình ngày hôm nay. Và chị Siri ơi, nãy giờ nghe Hoàng Việt Trang và Trà Thanh Nhàn hát thì cảm xúc của chị bây giờ có muốn hát liền không? Nghe mà bị cuốn theo mà cơn hết đầu nào chị không hay luôn.
Thôi giờ chủ y cũng Seri cũng xin gửi đến tất cả quý khán giả bài tân cổ Trăng Miền Hạ. Xin quý vị cùng thưởng thức. Lúa nuôi tôm cho đất này lành lặn cho
dầm có quân thù xưa đã từng gieo mưa lửa, mà gian sông vẫn sợ mối bợp dừa. Anh ơi, con cá bông kèo còn lối ngược về xuôi, thì dù cách trở đôi nơi em vẫn đợi. Chất giọng của Seri á, là chất giọng kim, hát lúc nào nghe cũng rất là sáng bài, mình nói thật. Thôi mình cứ khen nhau hoài luôn, thôi bây giờ hai người xong ca đi. Cho khen cái đúng mới được. Tại vì tiếp nối cái lời khen của Trà Thanh Vàng á, là giọng của chị Seri là giọng kim. Nhưng mà đặc biệt một chỗ là lại sâu lắng. Em nghe mà tự nhiên sao mỗi lần em nghe cái giọng của chị là nước mắt em nước cứ muốn chảy, mà không biết tại sao như vậy. Chắc có lẽ là vì chị hát quá có hồn. Đúng rồi, bây giờ để cho Seri nghỉ ngơi đi. Giờ Trang và Nhàn sẽ song ca. Mình sẽ song ca một sáng tác của soạn giả Loan Thảo, bài hát Chuyến Xe Lam Chiều. Ây da, mà bài này Hoàng Việt Trang không có thuộc. Rồi sao ta? Vậy thì bây giờ mình được hỗ trợ tài liệu chứ hả? Đúng rồi, hình như là vậy đó. Chắc quý vị khán giả thông cảm nghe, bởi vì Hoàng Việt Trang cũng được đạo diễn chương trình ưu ái nhiều quá đó, cho nên hát nhiều tập rồi, bài nó cũng muốn hết rồi. Cho nên bây giờ khi mà xong ca đó thì phải hát bài mới. Cho nên là Hoàng Việt Trang phải nhìn lời hát, có gì quý vị chăm chút yêu thương Hoàng Việt Trang cũng như tất cả những nghệ sĩ trên chương trình mà không thuộc lời hát nha quý vị. Chúng em sẽ cố gắng học nhiều hơn nữa, nếu như mà được cơ hội đạo diễn mời lại những lần tiếp theo, Hoàng Việt Trang sẽ thuộc nhiều hơn nữa nha quý vị. Chúng mình không quen mà ngồi bên nhau. Trời mang nhiều trớ trêu chi, người chưa hề biết quen gì, sao ngồi gần như tình nhân si. Em xuống xe lam đi về hẻm sâu, anh vội theo chân ngõ hồn xin sao. Làm quen truyền vãn sâm câu, niềm vui gặp gỡ ban đầu trông đã bồi. Mặt ngoài còn chiều nay xuôi mình gặp gỡ thăm hỏi đôi câu dùng về bờ ngần, rồi từ lạ nên quen xa cách quá thâm tình. Không hẹn hò chi mà ngày gặp gỡ giao hai lửa đi về. Có lẽ duyên dông rủi cho chúng mình ai đưa quên nhau. Chớ không phải là tại anh hữu ý, nên cứ đợi có chuyến xe nào có em để cùng đi.
còn em, em khi nào xe đến bến mà chưa kịp thấy anh, vội ngơ ngác tìm quanh làm bộ dương anh mất sẽ lối
cầm bằng như giữa chuyến xe đầu. Một trong hai đứa mình đã lỡ chuyến. Thôi em chớ tiếc thương, đừng lưu luyến, hãy xem như mình là kẻ lạ người xa. Một chiều nào bên chuyến xe lăn, gặp gỡ giây phút phù du như giấc mộng. Giấc mơ nào rồi cũng vào quên làng, hãy quên đi kỷ niệm ngày nào. Trên chiếc xe làm đông người chiều nay, nghe nhiều bây giờ nỗi niềm chua cay. Còn đâu một chuyến xe làm ngày nào mong ước vô vàng. Đừng mang một mình, để anh mang với em nha. Tuyệt vời quá. Kính thưa quý vị, thật sự thì Hoàng Việt Trang và Trà Thanh Nhàn biết nhau trong nghề cũng đã lâu lắm rồi, nhưng mà ngày hôm nay lần đầu tiên để có cái duyên ngồi hát với nhau, cũng là một cái kỷ niệm. Thật sự thì rất là yêu thích giọng hát của Nhàn, nhưng mà vì chưa có cái cơ hội để tương tác, và ngày hôm nay cũng nhờ chương trình Ca Cổ Kiếp Tầm mà hai chị em được ngồi với nhau. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe cái bài hát Chuyến Xe Lâm Chiều từ nãy giờ. Chị Siri ơi, thôi thì lỡ em hát song ca với Nhàn rồi, bây giờ hai chị em mình chắc mần luôn cái nữa ha. Song giờ ca nữa đi. Mình hát bài gì em? Mình song ca bài gì? Song ca bài gì? Giờ em cho chị chọn luôn chứ em cũng... em với chị thì có nhiều kỷ niệm, nhưng mà thật sự là về cải lương thì hai chưa chị có em ca, mình chưa có song ca với nhau nhiều. Hai rồi. Chị em hầu như hát chung ca nhạc nhiều quý vị. Vậy giờ mình hát bài gì chị? Hát bài Tân Cổ, Nhành Cây Trứng Cá nha. Nhành Cây Trứng Cá nghe đúng rồi rất là xưa ha. Cái bài này cũng lâu lắm rồi, và bài này em cũng chưa thuộc luôn. Dạng giờ chị cứ hát, em sẽ hỗ trợ lời đúng tiếp theo. Dạ. Rồi, anh đều hỗ trợ nữa. Cũng bài này cũng lâu rồi, chị cũng có hát nữa, cho nên là có thể bài này lấy lời cho em và chị cũng sẽ nghía qua một tí xíu. Rồi, CD và Hoàng Việt Trang xin gửi đến tất cả quý vị bài Tân Cổ được mang tên Nhành Cây Trứng Cá. Bẻ một nhành cây trứng cá, để khi vô trường chia trái cho em. Hương trái mây ly hai đứa xù xì, cô giáo phạm quỳ em lễ. Nhành cây trứng cá, để chơi chung trò em và cô dâu. Những bóng mưa ngâu qua mấy nhịp cầu, nghe triếu nặng sâu. Không gặp cô khoảng giường thân yêu, mẹ đã chắc chiêu ươm mầm từng cây trứng cá. Để năm tháng tuổi thơ thành kỷ niệm khó phai mờ. Ai hứa với em đâu
bao giờ trái chín. Anh nhớ hãy thật nhiều mang tới lớp cho em. Lời dặn vô tình thành một thói quen. Từng mùa trứng cá đi qua mang bao niềm vui nhỏ. Cậu học trò ngày đến lớp trường xa, mỗi lúc về nhà lại thăm chừng cây trứng cá. Mái tóc em điểm bông trắng, xinh xinh làm anh sao xuyên trong lòng. Nắm tay em, anh mỉm cười khẽ nói, em là cô dâu giàu có nhất trần gian. Một túi áo đầy trứng cá anh thấy không, em thích còn hơn là bát vàng châu. Giả bộ buồn rồi bảo, còn anh là chú rể nghèo, phải chỉ không em mê. Trứng cá tuổi thơ mau qua, em đã đi rồi theo gió chim trời. Ôi nhành cây trứng cá giờ xơ xác quá, người ngày tháng khôn nguôi. Bẻ một nhành cây trứng cá, dặn em bây giờ chia trái cho ai. Mưa dần mưa ngâu anh thẫn thờ sầu, qua mấy nhịp cầu chưa hiểu đi đâu. Em ơi mùa trứng cá năm nay trái trụ hoằng sai hơn bao năm trước. Trái chín trên cây cứ rực hồng, ký ức anh lặng lẽ dưới tàn cây tìm nhặt chút hương thương. Tình yêu ơi còn cầu cho đôi lứa gặp nhau
tay bắt nhịp cầu ngang để em sang bên khác. Cây trên cá buồn thương lá cành xơ xác, trái chín rụng rời cho tan nát mảnh tim sầu. Trời ơi, nghe cái bài mà nãy giờ ngồi Hoàng Bì Trang không có thuộc luôn, không thuộc chút nào luôn mà lắng, hát như vậy là lắng nghe mà thật okay, sự ổn. Em khóc thiệt, nãy giờ cái luôn bài đó, này Trang. Lần đầu tiên em hát luôn mà giống như em cũng hay bị bồ bỏ thất tình á, cho nên là nghe cái là bài Hoàng này cái thấm liền. Hoàng Bì Trang là chiều CD thôi chứ Huyệt Trang cũng không có phải là thích bài này và cũng phải là gu không thích thiệt. Cái này nói thiệt là khi mà chị gợi ý là em thấy là em thích, tại vì cái bài này ngày xưa em đã nghe cái phần nhạc nhiều rồi. Nhưng mà về giọng cổ thì chưa có nghe và bữa nay lần đầu tiên được hát luôn. Rồi sẵn cái không khí chia sẻ cái vụ mà nhạc cổ thì em muốn hỏi chị Ri. Thì theo em được biết á, thì sau khi mà chị em mình đã cùng nhau học ở trường sân khấu điện ảnh bên diễn viên cải lương, thì đến khi mà chị làm nghề thì thời gian gần đây em thấy khán giả được biết đến chị nhiều qua cái dòng nhạc bolero. Thì em muốn hỏi chị là từ một nghệ sĩ cải lương mà bước qua cái lĩnh vực nhạc bolero, khi chị hát như vậy thì có nhiều khó khăn và chị cảm thấy giữa cải lương và bolero nó có cái gì mà phân biệt để cho cái người nghệ sĩ mà khi mà hát bolero sẽ có cái gì điểm nhấn hay là cái điều gì để cho người nghe cảm giác không có bị nói là nghệ sĩ cải lương không có bị hát cải lương hát cải lương nghe hát bolero nghe cải lương quá và chị có bí quyết gì chị chia sẻ với quý vị khán giả nha. Thật sự là lúc sau này Seri cũng có hát thêm dòng nhạc bolero. Thì những ngày đầu tiên thì rất là khó khăn với Seri. Thật sự là Seri là người miền Nam thì bolero phải chuẩn phát âm tiếng Bắc. Nhưng mà vì mình cũng đam mê hát dòng nhạc bolero nữa cho nên là phải cố gắng nghe nhiều và tập luyện nhiều. Và bây giờ đối với Trà Thanh Nhàn thì Hoàng Việt Trang cũng thấy rằng là Trà Thanh Nhàn là một cái giọng hát nữ nghệ sĩ cải lương, nhưng mà khi cất cái tiếng tân nhạc lên á, hát giọng nhạc bolero thì cũng có cái điểm đặc biệt lắm mà Hoàng Việt Trang cảm thấy là không có bị lai cải lương. Thì bí quyết nào để giúp Trà Thanh Nhàn có được cái cách hát như vậy? Nói mà để hát bolero hoặc là dân ca mà đối riêng với mình á, mà nói là không lai cải lương thì cái chuyện đó nó cũng khó tránh lắm. Tại vì mình là gốc là ba mẹ là dân cải lương, gia đình là bên nội bên ngoại là có gì là theo đoàn hát từ hồi nhỏ tới lớn. Bây giờ mình phát âm ra mình cách mình nói chuyện nữa, người ta cũng biết là mình là dân miền Tây. Và nó phải lai cải lương thôi chứ bây giờ mình không thể nào mình không cho lai được. Nhưng mà trong đó nó có một cái sự gọi là sâu sắc.
cái độ chính của cái chữ đó là do cái sự nhấn nhá nó có chính chữ hay không, nghe nó mới áp phê hay không là do chỗ đó, chứ bây giờ mình không cho like luôn thì nó khó quá. Đúng. Thật sự là mình phải có sự trao luyện. Đúng, đúng. Nhưng mà mình cũng vẫn là cải lương. Và mình thôi. Hát theo cố cái đầu tiên. Đầu tiên là mình hát theo cái năng khiếu, cái bản năng của mình. Sau đó là mình sẽ nghe thật là nhiều để mình học mỗi người một chút, để mình làm kinh nghiệm cho riêng mình. Và mình sẽ hát một cách để gọi là, tại vì một cái bài hát khi mà Trang bước vô phòng thu, Trang cũng biết đó, cái cảm xúc nó chiếm tới 80%. Cái ca từ cũng quan trọng, cái nào cũng quan trọng, nhưng mà khi mình ca mình thu vô, mình phải có cảm xúc để cái bài nó có cái gì đó để gọi là da diết. Đó, mình là mình như vậy, riêng mình thôi. Đúng, theo Trang nghĩ thì mình bản thân của mình xuất thân từ nghệ sĩ cải lương, cho nên chắc chắn nếu mình hát dòng tân nhạc bolero hoặc dân ca thì cũng khó để mà không có like, nhưng mà chúng ta biết tiết chế. Và đúng, cái luyến lái ngân nga của cải lương giọng cổ nó khác, và khi luyến lái của bolero dân ca thì nó nhẹ hơn. Mình có thể xử lý một cách khéo léo nhất để cho người nghe không nói là nghệ sĩ cải lương hát bolero, hát nhạc sao nghe cải lương quá. Và bây giờ thì trở lại chương trình thì chắc là Hòa Việt Trang sẽ cùng với Trà Thanh Nhàn xong cả một bài nữa nha. Mình cũng lại là tân cổ Trang nhau có gì. Mệt không? Trang không có mệt. Trang có cần nghỉ hay là để mình hát xen kẽ đơn ca một bài không? Ngày hôm nay như lúc đầu Trang có nói là mặc dù sức khỏe không tốt, nhưng mà vì yêu quý mọi người, yêu quý chương trình, Hòa Việt Trang sẽ hết mình. Và bây giờ hai đứa mình có thể là trích đoạn cải lương được không ta? Giờ Trang nói thử là có cái trích đoạn nào, Trang nói thử đi. Bây giờ mình hát cái đoạn Trần Minh, Quỳnh Nga gặp Trần Minh đi. Rồi, rồi, mình làm đoạn đó ha. Chuẩn bị like kinh ứng thí. Rồi. Và bây giờ xin mời quý vị cùng với thưởng thức cùng với Hòa Việt Trang và Trà Thanh Nhàn qua trích đoạn cải lương rất quen thuộc được mang tên Bên Cầu Dệt Lụa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Kính chào công tử. Tiểu thư, trong tình cảnh này mà tiểu thư còn gọi tôi là công tử, sao tôi nghe nó chua chát quá. Công tử còn giận. Tiểu thư, tiểu thư tôi nào đâu dám giận, mà làm sao tôi giận được. Trước tấm chân tình cao cả mà tiểu thư đã dành cho kẻ đã xa cơ, đã trải thân nghe lương lạc chung phong trần, trong cuộc đời giá trá bạc đen tình và
số bạc mòn. Em đã chắc chiêu trong những ngày nắng sương tận cần đưa tiền kẻ đắng trên. Gọi ngắm vào đây tâm sự của mình, em đã dám vượt quê môn bến cầu dựng quán vì nắng chờ thời như lạc ở nơi đây.
trầm trời đất cùng la lầy. Trong nỗi đắng cay mà nhiều chi ngọt hương nồng. Trần Lãng ơi, thiếp xin chàng đừng năng quán ân thời chi ngộ. Đôi cái cha già Trần Lãng không Quỳnh Nga. Quỳnh Nga ơi, sự bất nghĩa của cha em chỉ như ngọn đồi hẹp mòn, còn tình của em thì cao vời vợi như ngọn thái sơn. Cay đắng ngày nào không còn nữa trước tấm chân tình cao cả của Quỳnh Nga. Chịu cơ hàn để giữ vẹn sắc son, em xứng đáng trải chân liền phù. Đời dù cơ cực mà quá nhiều hạnh phúc, thì ta biết nói sao cho tròn vẹn ân tình. Trần Lãng, buổi tiễn đưa sao quá nhiều bình tĩnh, suốt đông nào làm cho lệ rưng rưng. Kể từ đây cho tới ngày nhắm mắt, lời đã trao ta xin giữ vẹn nguyện. Em nguyện khép cửa phòng quê, đời vàng bái tổ vinh quy tương cùng. Tiếng na Hoàng Việt Trang rất nhiều. Không ngờ mặc ha. Dù là hai chị em không có tập cái trích đoạn này, nhưng mà những cái trích đoạn kinh điển của các bậc tiền bối đi trước nó ăn sâu vô tâm khảm, vô máu, mình không thể nào mà mình quên được. Nó sống mãi trong lòng nghệ sĩ chúng ta và cũng như sống mãi trong lòng khán giả cải lương mộ điệu quý vị. Và kính thưa quý vị, đáng lẽ là khi nhận tham gia chương trình, Hoàng Việt Trang phải ở lại cuối chương trình để hát và để giao lưu, làm tròn cái nhiệm vụ của mình. Nhưng ngày hôm nay vì cái thời gian nó có một cái số bị động, có số cái vấn đề mà không thể sớm hơn được, cho nên bây giờ đã đến giờ Hoàng Việt Trang phải về biểu diễn chương trình của nhà hát. Và cũng nhờ cái tình cảm ưu ái của anh đạo diễn chương trình, cho nên là Hoàng Việt Trang được phép ốp sớm. Và cái sứ mệnh để tròn chương trình ngày hôm nay là giao vào trọng trách của hai người đẹp, cho nên Hoàng Việt Trang nghĩ rằng hai người đẹp chúng ta có quyền thay đổi CV để cái khúc sau chương trình nó nóng bỏng, nó hấp dẫn hơn. Em cảm ơn hai chị rất nhiều, cố gắng giúp em để trọn vẹn chương trình ngày hôm nay nha. Rồi bây giờ Trang hát, chị và Thanh Nhàn sẽ vào thay đổi trang phục. Trang hát hay nha. Dạ. Okay. Dạ, kính thưa quý vị, và trước khi chia tay cùng quý vị, Hoàng Việt Trang xin phép được gửi đến một cái bài vọng cổ rất có ý nghĩa dành cho những người con xa quê nhớ về người mẹ của mình, và đó cũng là cái nỗi lòng, cái tình cảm đặc biệt mà Hoàng Việt Trang luôn dành về cha mẹ. Bài hát được mang tên Xuân Xa Nhớ Mẹ, một sáng tác của tác giả Lam Tuyền. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Trông về
cách biệt phương trời xa luôn nhớ thương. Mẹ ơi, mỗi mùa xuân sang tóc mẹ càng thêm bạc trắng. Cuộc đời của mẹ đã bao năm dài dầu mưa nắng nuôi dưỡng đàn con lận đận tháng năm. Dài trái tim của mẹ là ngọc lưu ly sáng rực trong đời. Mỗi mùa xuân một tuổi, đôi mắt mẹ già càng nặng trĩu nỗi lo âu. Cái đắng khổ đau mẹ cam lòng gánh chịu để đàn con tươi tắn như một cánh hoa. Ơi những cánh hoa nở rộ buổi đầu xuân, đâu biết rằng cội cây già đã khô dần như sông. Cầm bút sung sung niềm xúc cảm, dòng chữ ngập ngừng hòa theo nước mắt tuôn rơi. Chắc là mẹ sẽ nghẹn ngào xúc động, nét mặt già nua sẽ khô héo nỗi chờ mong. Giờ biết được con vẫn bình yên nơi đất khách, dòng lệ cảm quà trọn nỗi vui mừng. Mai này trở lại quê hương, con quỳ bên mẹ chỉ từng niềm vui. Ngàn trùng cách trở xa xôi, trái tim của mẹ như biển trời bao la. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì Hoàng Viên Trang xin phép tạm biệt. Và quý vị đừng chuyển kênh, và cũng như hãy tiếp tục theo dõi màn hình trong chương trình ngày hôm nay. Với sự trở lại của hai bông hoa duyên dáng đẹp nhất trong ngày hôm nay, với nhiều tiết mục đặc sắc hấp dẫn tiếp theo nữa. Vâng, sự xuất hiện của nghệ sĩ Siri Trần và nghệ sĩ Trà Thanh Nhàn.
Dạ vâng, xin chào mừng tất cả quý vị trở lại với chương trình Kiếp Tầm. Thanh Nhàn thấy là series vừa mới thay cái bộ trang phục này rất là gợi cảm, mà không kém phần truyền thống, vẫn giữ được cái nét áo dài nhưng mà có phá cách chút xíu. Thì cho mình hỏi là series đi hát từ xưa giờ là series tự lo trang phục, tự ủi đồ hay là có người lo cho series? Cái trang phục này thì series hơi phá cách tí xíu cho nó trẻ trung tí xíu. Thì này là tự series thiết kế và đưa kiểu ra thì tự khâu vá, tự kết. Thì đây là tự series hết, và có khi đi quay thì cũng có những đứa em nó theo nó hỗ trợ, thì cũng ủi đồ phụ series, nhưng mà cái chính là mình tự hết. Có khi là series tự make up luôn, tự make up, tự làm tóc luôn, cho nó tiện. Nhiều khi không có ai phụ mình thì mình cũng tự có thể mình làm được đó. Thì cái bản thân của mình số thì, mình cực vậy đó. Cái bản thân của mình thì mình chọn những cái trang phục nhung nó thun như vậy, nó sẽ đỡ mất cái thời gian ủi, rồi nhiều khi mình cũng không có thời gian thật, thành ra mình bận những cái như vậy nó thoải mái. Còn đây là phải ủi chuẩn bị từ trước, chứ nếu mà mình ủi liền mà mình mặc lên thì nó cũng không được, nó nhăn liền. Đúng rồi, cái mình chọn cái này thì nó tiện lợi đó, nhưng mà đẹp, truyền thống phụ nữ Việt Nam. Hồi nãy là mình hở cái vai, rồi bây giờ thì mình kính cổng cao tường với quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục chương trình, thì chắc series sẽ xin hát trước bài tân cổ Hương Sen Tình Mẹ. Hương Sen Tình Mẹ, bài này của chú soạn giả Hoàng Song Việt. Series xin gửi đến tất cả quý vị. Xin mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của soạn giả Hoàng Song Việt, bài hát Hương Sen Tình Mẹ qua sự trình bày của nghệ sĩ Seri. Em xin rất là chuyên nghiệp nha. Mẹ ơi, trong nắng thì đời mẹ muôn phần gian truân.
lần cuối cùng, rồi ân hận những ngày còn mẹ ở bên ta. Đã lo tròn bổn phận làm con, có khi còn làm cho mẹ buồn. Mẹ tôi dù có ăn năn có muôn phần tiếc nuối, thì mẹ cũng xa rồi, biết tìm kiếm nơi đâu. Hỡi ai đang còn tình thương của từ thân, nhớ cho bao lời trong đời quý yêu cầu tình thâm. Mình cũng rất là thích những cái bài của chú Hoàng Song Việt viết. Đôi khi cái bài của chú viết nó có xen vào Lý Mỹ Trà, Lý Nam Căn, cũng có khi là Phi Vân. Cái bài của chú nó có những cái bài lý xen vô. Nghe nó thay đổi cái làn điệu một chút xíu. Nghe nó cũng không có bị buồn quá. Nó Siri hát nghe rất là ngọt ngào. Những cái ca từ như vậy rất là hợp với Siri. Cảm ơn Thanh Nhàn nè, thì Siri hợp là những cái dòng nhạc ví dụ về cha, về mẹ đó, thì hát về ngoại thì cũng hợp luôn, nói chung là về tình mẫu tử thì rất là hợp. Nếu mà Siri nói là hát về bài về cha về mẹ hợp thì tụi mình có cái bài Sao Mưa Giông. Sao Mưa Giông của rồi. Soạn giả Anh Kiệt. Rồi mình một chút xíu mình sẽ hát chung một cái bài đó. Rồi, bây giờ Siri nghỉ ngơi đi, thì mình cũng muốn thay đổi cái bầu không khí gửi đến cho quý vị. Bây giờ mình không có hát ca cổ nữa mà mình hát về bài bản thể điệu. Mình sẽ hát thể điệu Đảo Ngũ Cung. Bài này là sáng tác của soạn giả Ngô Hồng Khanh. 20 câu đảo có nhan đề là Mùa Xuân Nghe Khúc Năm Cung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
tình dân đẹp tình xưa. Hãy trôi khúc năm cùng cho vang vọng khắp núi rừng, cho người nơi chiến trường rơi âm tình hậu là có nghề và cũng là từ đàn ca tài tử ra thì mới hát được. Sợ là mọi người nghe nó chưa có quen với cái bộ môn này nhiều thôi. Mình phải đổi mới chứ nhàn, thì mình cũng xuất thân từ đàn ca tài tử ra rồi mình mới hát cải lương rồi hát ca tân cổ. Nói chung là rất là hay. Thôi bây giờ mình sẽ song ca. Song ca mình sẽ thay đổi nữa là tân cổ giao duyên. Một cái bài hát có tựa đề là Sa Mưa Dông, một sáng tác của soạn giả Anh Kiệt, nhạc của Bắc Sơn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Giống mà trời còn làm mưa giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ rui mây lá nghèo cũng đụng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu mày còn không héo mới mưa dần mày lại héo. Dầm mưa tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa? Trời xa mưa giông cho buồn lòng xưa, thương nhớ lại đông đầy. Ôi bao kỷ niệm đã theo con suốt tháng năm dài, con nhớ mày mai lá nghèo gió mưa tới tà sao chợt thank you.
bên sông buồn lạnh, con ngồi khóc một mình, muôn trùng càng thâm tình. Thật sự là vừa hát mà muốn khóc luôn á. Những cái hình ảnh trong cái bài hát lúc nãy thì Seri rất là xúc động. Tại vì Seri liên tưởng tới cha của mình. Một người cha đã vắng số. Thì ngày mai cũng là ngày giáp năm của ba. Cho nên mình kềm lại để mình không phải khóc. Nhưng mà cũng cố gắng tròn bài hát. Nhưng mà thôi, đừng nhắc chuyện buồn nữa. Cũng để tạm biệt tất cả quý khán giả đã yêu thương ekip Thanh Nhàn, Seri và Hoàng Vị Trang. Seri xin gửi đến tất cả quý vị bài tân cũ Người Mẹ Trà Vinh. Yeah.
đất mẹ anh hùng. Nơi ấy hùng quà quê anh đó, có má năm mương bà mẹ hùng anh. Nơi em về đây như về lại quê hương, như ngã vào dòng tay ấm êm của rồi cũng đã kết thúc chương trình ca cổ khiếp tầm hôm nay. Seri và Thanh Nhàn xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình. Xin hẹn lại những lần sau ạ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.